Nay ngày gì mà tụ tập đông quá vậy ta? Đại hội Võ Lâm. Đại hội Võ Lâm. Đi lên mình vô quậy quanh nóc luôn. Luôn. Phải cùng Đây. Luôn. Phải Nga My nè. Phải Nga My. Phải Chú Lâm. Phải Chú Lâm. Sai sai sao? Đây, mọi người đang chuẩn bị đi Bình Dương mọi người. Hello. Đó mọi người đang chuẩn bị đi Bình Dương nè. Quá trời đông luôn. Cái hình quả quá. Cái hình quả này hết mất. Đi đây. Cái hình quả nè, xì dách nha, xì dách nha. Này là tiền của boss nha. Tiền của boss nha. Ăn bánh bài cũng cực khổ lắm mọi người. Nhức đầu, nhức đầu lắm. Chị Bảy chứ nói. Sao thấy đặt tận 100, 200 bây giờ dạ, tại tình lẻ không vậy trời. Anh ơi, đặt trả đó mà ơi. Chung tiền đó. Đó. Cái chung bây giờ chung nè, thấy không? Ăn á là ăn tiền chẳng nha mọi người. Ăn là ăn tiền chẳng mà chung là chung tiền lẻ nha mọi người. Đó vậy không đó. Mỗi lần mà thua cái bên em một sắp. Mỗi lần mà thua cái đem ra một sắp. Có bạn mà nó bậy rồi. Ăn là để tiền chẳng được cách. Thì đúng rồi, thua. Thua là đem tiền lẻ nè, ăn là đem tiền chẳng vô. Chắc rồi. Tao nói tiền lẻ chung cái đó thua mấy triệu luôn. Ghê không bà? Đó. Đếm coi được nhiêu à. Cầu cầu vô mắn quá ha, năm nay phát tài. Dính nè. Quá trời luôn. 12. 12 phải không? 13. Trời đếm không hết luôn á. 15. Ê, đại loại cái khoảng tỷ hả? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Đây này lẻ đây bên 27 rồi nhiêu nữa? 29. 29, 30. 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Tượng thằng nào? Tượng thằng nào đi lạc vô đây? Tôi xanh luôn bà. Đã xuống dưới trời nữa rồi. Thôi mà. Ê, xuống sớm chơi đi. Sớm đi, em bữa nay có em nè. Nay làm chủ xong được rồi. Không có. Thảo Nhi cho mọi người ăn bít bảy chớp à. Trời ơi. Đây là cầu tiền chẳng là chắc trong cái bếp này nè. Thôi đừng có nói chuyện ông gia bác ái. Cái này nè để điếm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ở đây 30 là sáng mua hết 20 phải không? Lữ hết 20. Hết 20 là này là 300 nè mọi người. Còn mà tiền chẳng á. Hả? Còn cái giấy 5 ngàn riêng. À, 5 ngàn là cắt rồi. À cái này mới 2 ngàn. Tối ăn hết 1 triệu. Tối ăn 1 triệu. Tối ăn 1 triệu. Ghê không? Ghê thiệt. Tối thiệt cái mọi người đặt ke giòn da lắm. Kéo ra bình trọng tụi. Ôi trời ơi, chim đẹp. 221 là 2 tụi 21 em quắc xịn. 2 tụi 21 em quắc ra được không? Nó kéo 2 tụi 21 em kéo ra là quắc luôn. Ta ăn ở có hậu, ta không có hậu. Không là 21 hoài chứ Ngũ Linh hoài à. Ừ. Hai đất hoài à. 21 với Ngũ Linh hoài à. Có lúc cũng hết tiền luôn, nguyệt tiền quá. Ăn thì cho ăn rồi nhỏ nhỏ đúng không? À, trời, không phải đâu, nãy không cho chụp hình á. Nãy mình lên mình chụp hình nha. Tôi bị gì vậy ta? Chim ai mà đẹp quá vậy trời. Ê, quậy chạy vô một cái đi quậy. Con này ác chứ. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Anh ơi quay qua, hướng dẫn viên du lịch. Chờ để cho mọi người nha. Hướng dẫn viên du lịch để cho mọi người. Bây giờ là đứng chờ là nắng thôi, thì thấy không? À, em dấn tour kiểu gì vậy? Dấn tour giờ, giờ này tới giờ mà xe thì chưa tới. Mấy anh chị mua tour là một đi không trở lại. Hôm qua 18 tiền địa ngục thì phải chờ đợi xe sắp xếp chứ. Đâu phải là lúc nào quay đi quay cũng có đâu. Quanh quay luôn. Quanh quay only. Kìa, đúng kìa. Tội nghiệp chưa đứng ngoài đó vác cây đàn. Của em đó. Nhiêu đi người sao lên xe nổi, xe bao nhiêu chỗ vậy? À, xe em, xe của em chỗ. Đi xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ chở 72 người. À. Dạ. Tập hợp đủ 72 người chưa mấy chị ơi? Ai mà 7 chỗ. 4 chỗ chị. Dạ. Yeah. Bự quá. Chị bầm em nhỏ nha. Chặt em mà chắc nhỏ. Mày. Ôi da đau quá. Hết đau con, hết đau. Hôm nay lực lượng đi Bình Dương là xuất sắc luôn. Top 7 cho tới là thành viên chính luôn mọi người. Đó. Nha mọi người nha, luôn năm. Ôi rất là đẹp nha, mấy chiêu nha mọi người. Trang phục rít rít đàng hoàng tới luôn đã ăn rít rít. Trời ơi đồ đá banh đẹp quá vậy. Không phải bóng gỗ. Rít rít cho mọi người. Cái áo này nó nhiêu đi. Hôm qua thì trốn tránh không có dĩa này là Sài Gòn Tinh Thời này không biết là đi diễn show gì. Em đi dầm sen nước.
có đi thăm thầy cô với bạn bè gia đình của chú anh chị. Cái áo này nha mọi người, 1,7 triệu. Không có. Xe bao nhiêu? Áo này là mua phép là có cái quần, nhưng mà cái quần ở nhà rồi phải không? Ở nhà rồi. Là bộ đồ này là 975 là sale chưa? Sale 50% là còn lại 400 mấy. Cái giải này bao dài tôi rồi. Còn bộ này là 400 mấy, em sale lại còn 200 mấy. Em mua sale còn sale không mà mọi người ơi. Em mua sale có vậy em sale cho mọi người còn 100 mấy đi. Mà sale 50%. Theo nhiêu? Hồi xuống Bình Dương mình sẽ quay thêm cảnh mọi người. Đây là mọi người, bà ngoại mới lớn tuổi rồi đó. Là quá bán biết đường á. Ở trên chân trai đi. Có tiền chưa? Đeo khẩu trang vô kìa cường. Đeo khẩu trang vô cho giống. Đeo khẩu trang vào cho giống. Giống như là đang chờ xe tới hốt vậy trời. Trời ơi, xe bắt chó tới hốt quyền vậy mấy người. Làm quá. Trời ơi, để mùng 6 Tết rồi. Kỳ lắm á nha. Nha chị nha. Tay về tay nó giờ kìa. So. Kìa ha, mình ngồi bu hết lại mà cũng không biết có cái người bán khách quen. Mặt quá bự. Cái tôi với quý vị khán giả, những người không hiểu biết là không biết gì hết. Người ta chỉ cần che hai cái lỗ mũi với cái lỗ mồm là không bị bệnh rồi. Cái nói chuyện cái nó tuột cái xuống kìa. Ta đúng khẩu trang y tế hành ho đó nha. Trời ơi, muốn nước rồi. Trời ơi. Ngon không vậy? Ơi, chút viên cái đáp rồi. Chút viên cái đáp rồi vô cái tù rồi. Xe sắp tới rồi hả? Trả tiền quan trọng trả tiền cho người ta trước nha. Ê, Luna vừa kêu ra luôn xe tới. Để chờ ơi, cô có muốn mèo. Luna chưa kịp ăn. Phải mấy con đợi chứ mà mình không xe thôi. Rồi lên xe, lên xe. Chai nước của mình đâu rồi? Chai nước của anh. Go, let's go. Xe này xe bus.
tao lên là tao quệ một cái tao quýnh tao bung chớ xe tươi rồi, xe này là xe VIP. Bà này tao đi bất chết với bà này. Đây nè mọi người, đi rẽ một xô bằng 10 xô người ta. Trời đi. Trời ơi, con nào vậy? Châu pha đó mọi người. Bà không có nhà, bà phải mang rinh cả nhà bà đi vậy đó. Cốp xe nè. Lên xe. Ngồi chung với lét đi. Ai? Ngồi chung với lét đó. Ngồi đây đi. Rồi. Em ngồi trên này nha. Đây này còn trống nè, ai ngồi trên này nè. Ngồi thôi. Ơi, có đây quýnh bài nè mọi người. Dạ. Rồi, trên này quýnh bài được nè. Vậy, sao bài đi. Tao bảo tao ngồi đâu? Bên nhân vụ hán đâu. Đúng không? Thôi ngồi đây đi. Không đợi người nữa nha anh. Còn 3 người nữa anh, còn 3 người. 3 người triệu hả? Không còn đợi người dân công đang ở đây á. Lên trước ngồi làm xế Alex. Xế màu này ha. Không ngồi đây. Ngồi với ai? Anh ngồi trên bay xuống. Ok đi. Ok. Cùng ngồi với lại anh nãy đi. Là hay đừng có để không có anh thợ ngồi trên kia. Ông sắp xếp luôn kìa. Phan hết á, phan thấy đồ cái. Nè, mấy ngày mà lấy kẹo tắt cái chế lên. Ai đợi đợi lên ngồi chung đi Nga kìa, luôn đi kìa. Ok. Ờ chú không thắng một cái à. Anh ngồi với Lumi luôn nè. Ừ nhiều quá vậy. Trời ơi chứ. Mấy bé Thành Chi ơi, mình nhỏ tiếng đi. Mấy đứa ơi, Thành Chi ơi, Thành Chi ơi, nhỏ tiếng đi mấy đứa ơi. Để cho bọn City đây yên tĩnh nè. Thành Chi. Thành Chi sao? Chị đi làm một cái mùa tối thì chị mệt. Trời ơi, mọi người ơi, luôn ra chạy trong tiếng nha. Gì? City à, City sang chơi ha. Đi thăm ủa? City không có nước miếng không vậy? Vậy mày giúp Thành Chi hả? Mày bớt có nước miếng lại đi. Tiêu Nguyệt. Vỗ 3-4 cái. Thật sự là diễn Tết xong rồi chị lộ cho tụi em đi hán vũ chơi. Lộ đúng mày rồi luôn. Xe đi hán vũ. Vũ Hán. Ăn đi Hoàng Huệ cho mấy đẹp. Chưa đi ăn đi. Nói là ăn đi hay lắc quệ là có một trăm. Anh Thận về em đến không chụp đâu. Em luôn. Chụp á hả? Anh Thận chụp á hả? Luna ngồi xuống Lumi nè. Lên đang ngồi hồng vé, anh chơi vé nè. Em nghiêng cái mặt qua đây được rồi. Mọi người ơi, chụp hình nè. Luna. Trời chứ. Trời ơi, chơi xì lát luôn hả? Bài cao dễ nhất. Bất chắc luôn cả nhà ơi. Rồi sao chào sao nè, 5 ngàn 10 ngàn hay sao? 5 ngàn thôi, đông mà. Chào 5 ngàn nha. 5 ngàn của lời đồ. Thôi giờ đi, mình cúp đông người mình cúp. Cúp bà không á, con đi mình cúp bà. Cúp bà không á. Từ từ Na làm gì dữ vậy? 5 ngàn. Hai chục. Hai chục. Ai làm cái vậy? Mười ngàn. Đây 10 ngàn. Tôi đặt 15 nè. 10 ngàn đó nha, của tôi nè. Chơi bài cào hả? Mười ngàn. Cào hả chứ? Cào. Giờ thì còn dách gì nữa? Ôi trời ơi. Thôi, bỏ hai lấy bù ơi, cứu bài. Luna nè. Nặng coi. 10 ngàn quá. Trời ơi, hai nút. 6 nút. Pha mở giùm anh đi pha. 14 nút bù trình. Trời đủ bị mẹ đó chứng. 8 nút hả? Trời ơi.
18 nút. Mày nói chơi mày chỗ mày nghe chưa? Mày nói chơi mày nghe chưa? Mày nói chơi mày nghe chưa? Mày nói chơi mày nghe chưa? Mười ngàn của anh coi anh. Mười ngàn của anh kìa. Anh được 10 ngàn. 18. Đó, ok. 10 ngàn. Rồi chơi tiếp 10 ngàn nè. Rồi đủ rồi. Đủ rồi của tôi. 10 ngàn nữa. Nè, đặt xuống cho mặt. Em 20 á, em 20. Mười ngàn thôi. Dễ ấy. 10 ngàn. Chốt tụi bà chơi 150 luôn nè. Đặt 2 tụ 10 ngàn. Đặt ké tụ đi cho dễ. Thôi 2 tụ rồi vốn lắm á, rồi làm biên lắm. 10 ngàn nhưng mà giờ ta ké cho 20 đi. Thôi 10 ngàn thôi. Kìa, kinh kìa. Tôi với bà kịch 5 ngàn nè, có 5 ngàn lẻ nè. Trời ơi, nó kinh vậy. Anh chỉ đâu kinh vậy? Tao đó rồi sao? Tôi với bà kịch 5 ngàn lẻ nè. Không cho đặt 20 là tao quê rồi đó. Kịch không? Kịch không? Kịch được kịch cái nè. Đó. Không thật nè. Không có đổ bài nghe. Không có đổ bài, chơi đàng hoàng là trời. Tôi lặng 1,5 triệu đó. Trên da mà đục vô bỏ tôi. Nè Luna nè, bóc lên nè. Nặng đi bà. 20 là trời ơi, xuất sắc. Má xui dưới trời. Trời ơi, bóng giùm anh đi Alex. Ba cào nha. Một nè, hay nó. Một nước nè. Ba nước. Một chạy. Ba nước. Ba nút có tiền. Đúng điều trời luôn mấy má ơi. Đi ba chục. Đi ba chục nha. À còn ba chục ra thấy ở đây. Trời ơi, tặng 20 đến mình ơi. Lẻ đâu nhiều vậy? Đúng rồi, chơi bài. Không ai làm cái. Tiền này cũng khán giả mua đó. 10 ngàn của anh kia. Đâu của anh đâu? Chưa. Đã. Chưa chung. À ổng chơi chung luôn hả? Thôi nữa. Thôi biết luôn. 10 ngàn nè cậu ơi. Nè. Đưa 20 đi. Đưa 20 đi nè. Rồi còn 10 ngàn của mày. 10 ngàn của mày. 10 ngàn của mày. Cảm ơn. 2, 1, 2. Đặt không? Đặt 10 ngàn. Đặt con không lý à. Cái gì mà